Dọn nhà tìm được của quý trị giá hơn 13 tỷ đồng. Một chiếc bình cổ vốn không được quan tâm và bị lãng quên trong hộp đựng giấy để lại có giá trị lên tới 600.000 đô. Một gia đình người Pháp đã phát hiện ra một thứ mà bất kỳ ai đang dọn dẹp nhà vệ sinh, nhà cửa đều mong muốn. Một tác phẩm nghệ thuật vô giá bị giấu kín qua nhiều thập kỷ. Sau khi tìm thấy một chiếc bình gồm có hoa văn trong một chiếc hộp để giày cũ, người chủ đã đem nó đến nhà đấu giá ở Paris để chứng thực thông tin. Và câu trả lời được đưa ra khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Đây là một chiếc bình có từ thời nhà Thanh Trung Quốc và có giá trị lên tới 600.000 đô. Theo ông, chiếc bình này được để lại cho ông bà của những chủ nhân hiện tại thông qua một di chúc trong đó, bao gồm cả một số đồ sứ Trung Quốc khác và một vài tác phẩm nghệ thuật Nhật Bản như tấm gương bằng đồng kỳ lạ cũng sẽ được đem ra bán đấu giá cùng thời điểm với chiếc bình trên. Một chuyên gia của ông kể lại, khi mở hộp giày, ông lập tức bị choáng váng bởi chất lượng của món đồ, con dấu trên chiếc bình cho thấy nó có niên đại từ thời kỳ vua Càn Long, người từng vị trí Trung Quốc trong khoảng năm 1736-1795. Chiếc bình cực kỳ hiếm, ông cho biết những đồ gốm như vậy rất ít khi xuất hiện trên thị trường. Hầu hết chúng đều nằm trong bộ sưu tập tại Bảo tàng Hoàng cung Quốc gia Đài Bắc và một số bảo tàng khác trên thế giới. Bị giấu trong hộp để giày trong nhiều thập kỷ, chiếc bình theo trường phái sẽ đem ra đấu giá vào tháng 6. Đồ gốm có đặc trưng là các hoạt tiết hoa văn, lá chủ yếu mang màu hồng và đỏ nhạt. Những màu sắc này được người Trung Quốc gọi là màu sắc nước ngoài bởi vì chúng xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng năm 1685. Hồi tháng 4, một chiếc bát gốm được bán với giá hơn 30 triệu đô trong một bộ phiên đấu giá tại Hồng Kông. Bất chấp độ quý hiếm và giá trị tiềm năng của chiếc bình, những người chủ hiện tại cho biết ban đầu họ không thích nó cho lắm. Chúng tôi không thích chiếc bình và ông bà tôi cũng vậy, một người chia sẻ. Theo một thông tin, ông Henry, chủ tịch tổ chức nghệ thuật châu Á cho châu Âu và châu Mỹ, tỏ ra khá lạc quan về tương lai của những phát hiện tương tự này. Nghệ thuật Trung Hoa luôn được thán phục và sưu tập tại châu Âu trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, tầm quan trọng của một số món đồ nhất định thỉnh thoảng lại mất đi theo thời gian. Nhìn vào nhu cầu khổng lồ về nghệ thuật Trung Hoa của giới sưu tập hiện tại, giờ là lúc lục nhà và kho của mình rồi đem đến cho chúng tôi bất kỳ cái gì mà bạn có thể tìm được.